Xin chào tất cả anh em đang theo dõi và đăng ký kênh Điện Mặt Trời Shop Solar. Hôm nay em xin giới thiệu đến các bác cái chiếc biến tần có thương hiệu là Lumen Chi nhé. Đấy, đây là một trong những cái thương hiệu mà anh em cũng khá quen thuộc nếu như anh em nào mà mua chiếc biến tần săn 1000 hoặc là 2000. Đấy, hiện tại nó chính là chiếc màu trắng đấy. Đấy là cái mẫu mới nhất. Thì hãng đã về cái loại này. Thì bên em nhập và test thử một cái mẫu đấy, khá là ổn định. Chiếc biến tần này là chiếc biến tần hybrid các bạn. Chiếc biến tần hybrid, so sánh về cái ngoại quan thì nếu mà hiện tại mà so sánh với con này với cả con Lắc Power thì cũng xin thưa luôn với các bác nhé, Lắc Power gọi ông cụ luôn đấy. Đấy là cái câu đầu tiên em khẳng định, bởi vì con này nó chạy quá mượt luôn. Và tất cả các hệ thống nội thất bên trong bên em đã kiểm tra rồi. Trong video sau thì em sẽ tháo ra để cho các bác xem về cái nội thất của nó. Đây là một trong những chiếc biến tần có lẽ sẽ bán nhiều nhất trong năm 2024 về cái dòng hybrid đấy, bởi vì giá thành của nó khá là tốt đấy. Cuối tuần sau thì bên em về hàng, nhưng mà hiện tại thì cũng đã giới thiệu cho mấy anh em thì có 6 người người ta đã đặt cọc rồi đấy. Thì với cái giao diện các bác xem trên điện thoại này khá là ok luôn, bởi vì con này nó có một cái tính năng, đó chính là các bác có thể cài đặt được từ xa. Em ví dụ các bác ở Hà Nội, các bác đi chơi ở Hồ Chí Minh, các bác có thể cài đặt được tất cả các thứ ở trong cái con máy này đấy. Đó là một trong những cái cải tiến rất là lớn. Thứ hai nữa là nó bắt được Bluetooth đấy, và Bluetooth và Wi-Fi thì nó tích hợp ở trong cái chiếc biến tần này luôn, rất là tiện cho các bác trong quá trình các bác sử dụng. Dây kèm theo thì các bác, nó sẽ tặng các bác một cái dây đây, cái dây này đang, hiện tại bên em đang nối vào bình ắc quy này này. Đấy, các bác nhìn cái dây cáp của nó nhé, dây cáp đấu bình đấy, dài 1 mét, rất là to. Đấy, các bác nhìn cực kỳ khủng bố luôn. Đấy, thì trong video này thì em giới thiệu qua để cho các bác xem về những cái ngoại hình của nó. Đấy, đây là chiếc biến tần mẫu đấy. Khi họ gửi về cho bên em thì đây các bác nhìn này, ở phía bên đằng này nó có cái lỗ thông gió, nhưng mà theo yêu cầu của bên em thì người ta đã sử dụng cái chắn bụi và côn trùng đi vào cái lối này. Đấy, mẫu mới về thì nó sẽ bịt kín hết cái này vào. Đấy, đấy là cái mẫu mà chuẩn bị về đây nhá. Đây là cái mẫu bên em lấy một con về để test thử và yêu cầu một số thứ người ta đã làm cho ok và rất là đẹp. Bên này nó có cái bịt chống côn trùng và bên này cũng vậy. Đấy, bên này thì nó làm như thế này thì nó không được đều. Không được đều thì bên em cũng đã bảo họ chỉnh sửa là bằng vỏ nhựa đều với cả cái bên này, thì họ đã làm ok, khá là tuyệt vời luôn. Các bác có thể quan sát này, đây có một cái cổng PV tắt mở đấy, cổng PV tắt mở nhá. Các bác cứ hiểu đây là một cái cầu dao đi đấy, rất là tiện cho quá trình các bác thao tác. Thứ hai nữa là nó có một cái công tắc của cái hệ thống battery. Đây, đây chính là cái hệ thống tắt mở của battery, nó ký hiệu cái bình này. Đấy. Thì như vậy là các bác mà có đấu vào trong cái hệ thống gia đình điện nhà các bác thì các bác cũng đã đỡ được những cái gọi là cầu dao aptomat. Đấy, bởi vì nó đã trang bị cho các bác sẵn rồi. Ở đây nó có hai cái cổng đầu vào của battery. Đấy, các bác nhìn nhé. Một cực dương đấy, nó ký hiệu là dấu cộng này này, thì nó có một cái dây màu cam các bác sẽ kết nối vào đây, và một cực âm nó có một cái dây màu đen các bác sẽ kết nối ở phía dưới. Tiếp theo là một cái cổng để cho các bác đấu CT ngoài các bác nhé, CT ngoài. Thì với chiếc biến tần hybrid này thì nó sử dụng CT ngoài, các bác có thể sử dụng đa chức năng, ví dụ như là hòa lưới bám tải đấy, chạy lưu trữ độc lập đấy, hoặc là kết hợp đấy, rất là tiện. Con này nó
Mà so với con lắc thì con lắc không thể so sánh được, và giá của con lắc hiện nay đang rất là cao. Đấy. Ở đây cái công suất của nó là 5,5 kg, chính vì vậy mà nó sẽ thiết kế cho các bác hai cổng vào. Đấy, hai cổng vào của PV, cổng PV1 và cổng PV2. Trên là dấu cộng ký hiệu cực dương, còn dưới là cực âm. Đấy. Phía bên này là có một cái cổng loát nhé, một cái cổng loát để các bác sử dụng điện cho gia đình. Đấy, còn cái cổng này ký hiệu grid này chính là cái cổng để các bác kết nối điện lưới từ đồng hồ đi vào đấy. Các bác sẽ kết nối vào đây. Các bác nhìn vào một cái hệ thống như này nó rất là dễ đúng không? Đấy, rất là dễ. Tiếp theo là nó có cái cổng can này để cho các bác giao tiếp với cả lithium. Đấy, mà cái chiếc bên tần này nó hỗ trợ được rất nhiều các hãng lithium khác nhau. Bây giờ các bác có thể xem về cái thông số kỹ thuật. Nói thêm đây là một cái, nó trang bị cho các bác một cái nút nguồn để tắt mở nhé. Đấy, cái nút màu xanh này. Đấy, nút màu xanh. Đây bây giờ các bác có thể xem về cái thông số kỹ thuật. Con này có công suất là 5,5 kW và bản này là bản xuất khẩu châu Âu. Đấy, nó ký hiệu EU này các bạn nhỉ. Đấy, bản xuất khẩu châu Âu. Với cái tần số là 50 trên 60 Hz này. Công suất thực là 5,5 kW. Đấy, công suất thực là 5,5 kW. Ở đây nó hỗ trợ cho các bác cái giải điện áp đầu vào là từ 120 đến 450 VDC. Với cái giải điện áp ở phía trên nó ký hiệu là 500 VDC này, các bác sẽ tính cho em là điện áp hở mạch nhé. Đấy, điện áp hở mạch. Maximum về cái công suất sạc của AC thì nó hỗ trợ là 90A. Đấy, 90A luôn. Bây giờ xem về cái phần sạc của năng lượng mặt trời đâu nhỉ? Đây các bác có thể thấy này. Hỗ trợ sạc năng lượng mặt trời là 90A. Đấy, với cái 90A này thì ít người cũng đã sử dụng đến. Bởi vì trên thực tế là các bác sử dụng hệ lưu trữ thường là 48V. Đấy. Mà dòng sạc tiêu chuẩn của một cái hệ lưu trữ thì nó chỉ 10A, rất là đẹp. Đấy. Nhưng mà thường thì nó trang bị một cái công suất lớn như thế này thì dành cho những người sử dụng hệ thống nhiều bình. Đấy, thì mới sử dụng lên tới 90A được. Còn không thì các bác không thể sử dụng hết được. Đấy. Con này thì nó hỗ trợ pin mặt trời lên tới là 6.800W nhé. Đấy, các bác nhìn nhé. 6.800W pin. Khá là nhiều luôn. Đấy. Đấy, thì hiện tại thì em quay cho các bác những cái thông số kỹ thuật như vậy để cho các bác biết thôi. Còn để mà đi sâu vào hết thì cái video này không có thời gian. Đấy. Bây giờ các bác có thể xem sơ qua về cái màn hình. Giao diện màn hình. Giao diện màn hình thì nó cũng khá là đơn giản. Ở đây nếu như các bác bắt Bluetooth thì nó sẽ hiển thị cái ký hiệu của Bluetooth lên. Phía trên cùng là thời gian, chạy thời gian. Đấy, ví dụ các bác cài thời gian hiện tại là bao nhiêu ở đó. Một cái sơ đồ ký hiệu là cổng loát ở phía trên này nhé. Đấy. Còn ở dưới này ký hiệu là cái biểu đồ của cái battery, ví dụ battery đang là bao nhiêu. Đấy, nó biểu thị ở đây thì các bác sẽ rất là tiện. Ở đây các bác có thể bấm nút lên xuống để xem các thông số của cái chiếc biên tần này. Đây, em ví dụ các bác muốn xem dòng của DC hiện tại đang là bao nhiêu. Đấy, nó ký hiệu là nó sẽ hiển thị lên là 0,1A đấy. Đấy, các bác muốn xem điện áp của DC, của ắc quy đấy. Hiện tại ắc quy đang là 49,7V. Đấy, nhiệt độ là 25 độ. Đấy. Bây giờ nó ký hiệu chữ A này là chưa, em cho chưa chưa cho chạy tải nhé. Chưa cho chạy tải, nó không hiển thị. Ở phía bên đằng này thì các bác có thể xem về cái thông số của AC. Đấy, ví dụ AC 0,7A. Đấy, tính ra cái công suất VA thì nó sẽ là 56 VA.
tần số là 50 Hz. Đấy, ở đây nó ký hiệu là kilowatt, có nghĩa là các bác đang chạy bao nhiêu kilowatt thì nó sẽ hiển thị hết trên này. Đấy, điện áp là bao nhiêu vôn. Đấy, đầy đủ tất cả trên này luôn. Đấy, sơ đồ, ví dụ những cái nào mà nó hiển thị nó sẽ báo hết trên này. Đấy, các bác có thể thấy nó khá là giao diện, nó khá là dễ. Trên này nó có một cái cổng, nó có một ba cái bóng điện để cho các bác biết. Ký hiệu cái này là AC in, cái này là đang báo là sạc, và cái này là báo lỗi, đèn báo lỗi. Đấy, đây là cái bản tiêu chuẩn châu Âu này, nó có cái một cái những cái ông sao đây, logo. Đây, nếu như các bác mà muốn sử dụng wifi, các bác chỉ cần quét vào cái mã này. Đấy, và bên em sẽ gửi cho các bác, các bác sẽ cần tải một cái app ở trên CH Play về. Còn bác nào mà sử dụng iPhone thì các bác sẽ vào App Store để tải cái app về, sau đó các bác sẽ quét cái mã này để các bác kết nối wifi. Đấy, khá là tiện. Đây là chiếc biến tần, nó trang bị là 3 cái quạt nhé. Thì video sau em sẽ đây các bác có thể nhìn thấy 1, 2 và 3. Thì trong video sau em sẽ tháo cái chiếc biến tần này ra để cho các bác xem về cái nội thất luôn. Đấy, với chiếc lắc bao ơ thì nó chỉ trang bị là hai chiếc quạt gió, và con này chạy với cái tiếng ồn cực kỳ thấp, các bác đứng gần hầu như các bác không nghe thấy. Và thứ hai nữa là nếu như quạt gió mà quay đấy thì nó phải công suất nó phải từ 1000W trở lên, có nghĩa là trên 1000W thì cái quạt gió này nó mới quay. Đấy, còn bình thường dưới 1000W thì nó không quay, bởi vì là cái con này nó có cái hay là nó cảm biến được theo cái công suất của phụ tải. Đấy, còn như bình thường một chiếc biến tần mà các bác đang thấy xuất hiện trên thị trường bất cứ một loại nào thì nó đang cảm biến theo cái nhiệt độ ở bên trong của máy. Đấy, hai cái cảm biến nhiệt độ này nó hoàn toàn khác nhau nhé. Một cái cảm biến theo cái công suất phụ tải đang tiêu dùng, một cái cảm biến theo cái nhiệt độ xung quanh ở bên trong của chiếc biến tần. Đấy, cái con này nó chạy đa chức năng thì các bác muốn chạy kiểu gì cũng được, khá là tuyệt vời luôn. Đấy, thì bác nào mà đặt hàng thì các bác đặt luôn nhé, bởi vì về phát có khi các bác cũng không còn hàng luôn. Cuối tuần sau. Đấy, hôm nay là mùng 1 tháng 3. Đúng rồi, hôm nay mùng 1 tháng 3 dương lịch, các bác tính như vậy thì sang tuần sau, ở cuối tuần sau là sẽ có hàng. Đấy. Thì trong video sau em mổ cái ruột này ra, các bác cùng theo dõi nhé. Đấy, các bác lấy hàng thì bắt buộc các bác phải đặt cọc tiền rồi, bởi vì hàng giá trị cao. Và con này dự kiến tối đa là 14 triệu các bác nhá. Dự kiến, đấy là dự kiến trước cho các bác như vậy. Đấy, tối đa là 14 triệu bao phí vận chuyển. Đấy, bác nào có nhu cầu thì các bác sẽ liên hệ luôn. Đấy, thì sẽ đặt cọc luôn, bởi vì hàng về là xuất đi ngay, chứ nhiều bác đặt cọc rồi, nó là như vậy. Đấy, con này bảo hành là 2 năm các bác nhé. Con này bảo hành 2 năm. Đấy, các bác mua hàng thì hoặc là cần tư vấn gì về năng lượng mặt trời, nhắn tin Zalo cho em đã để trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video sau nhé.